hàng thơm anh chị ơi, chú nhà kẹt quá hóa liều giảm ngay 2 tỷ đồng. Với giá bán trước đó thì chú giao tới 9 tỷ, bây giờ giảm xuống chỉ còn 6 tỷ 980 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ sở hữu ngay một căn nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 14m, mặt tiền hẻm thông tại trục đường Cây Trâm, phường 8 quận Gò Vấp. Một căn nhà rất đẹp, thiết kế mẫu hiện đại theo phong cách mở cực kỳ sang trọng. Và chủ nhà đã giảm xuống tới hơn 2 tỷ đồng, với giá gốc thì giao tới 9 tỷ, bây giờ chỉ còn 6 tỷ 980 triệu đồng thôi. Đường trước nhà rộng tới 6m đường thông, cách trục đường chính Cây Trâm, Nguyễn Văn Khối khoảng tầm 30m thôi. Nhà mình thuận tiện là văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán mỹ phẩm online. Thiết kế theo phong cách hiện đại, mẫu lửng ngược và sẽ được thiết kế phòng bếp trên tầng lửng. Và nhà thì sẽ được làm trệt lửng 3 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng master, 4 nhà vệ sinh và anh chị chỉ có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng.